một là tôi là ai, hai tôi đang ở đâu, ba tôi muốn đến đâu, tôi muốn đi về đâu gì, và cuối cùng mình hỏi là tôi đến đâu nào. Có cái phương tiện cái gì mà làm kiến sư, chị Mai làm quản lý, bạn đó làm về nhà nước, bạn Dung làm về nhà nước, rồi một số gì làm về truyền hình, kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, đó là cái phương tiện cái gì, cái công việc giúp các chị đạt được cuộc đời, các chị mơ ước rồi biết mà. Nhưng mà đa số có phải ở đây chúng ta luôn hỏi mình là mình làm gì không? Sừng núi giang tay đổi lại biển xa, ta đi vòng tay lên mai để nói sơn hà. Bát tát bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nổi tròn một vòng Việt Nam. Cờ nói gió đêm vui nỗi này, dòng mau đôi con tim đồng lại. Sừng tình người trong ngày mới, thành phố nói thôn xa vời vời. Người chết nói linh thiêng vào đời, và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nổi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nổi liền. Biển xanh sông gấm nổi lên một vòng tự sinh. Chết nỗi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi.